đóng hàng anh em, đóng lại này. Tất cả đều là full hộp anh em nhá, anh em yên tâm về chất lượng luôn, bảo hành cho anh em 12 tháng đấy, trừ là cháy thì em sẽ không bảo hành, nhưng mà tất cả đều ở bảo hành. Cháy vì sao? Vì do chập cháy anh em để dính nước, hoặc là anh em đánh quá công suất thì vui quá ấn quá công suất thì em không bảo hành được. Còn đâu nếu mà không cháy không nước hết thì thoải mái anh em nhé. Do nhà sản xuất thì em sẽ bảo hành, còn những cái gì mà tự mình làm ra thì em sẽ không bảo hành được. Ví dụ như để rơi vỡ, rơi hoặc là dập hoặc là gì thì không bảo hành. Tất cả sẽ bảo hành cho anh em 1 năm 12 tháng 360 ngày. Đó, anh em nhé, combo này rất là ok luôn đấy, chơi nhỏ nhỏ ok luôn. Hello, xin mời chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay em có test 3 thiết bị này cho một bác khách. Bác khách này thì cũng là rất là thân thiết bên em. Bác khách lấy combo 3 thiết bị này thì như anh em cũng có thể thấy là làm một cái quán nhỏ nhỏ hát vui chơi một chút anh em nhé. Thì cái này là bác có đặt bên em làm thêm cho bác này, bác khách. Đó, dây 6 ly chắc là đóng cắm ra đàn hoặc là ra máy gì đó để kết nối với mixer anh em nhé. Đây, dây kết nối. Và ok, thiết bị thì gồm có là một mixer Dynacock CMS 1000 anh em nhé. Thì con này là hàng loại 1, chất âm của nó rất là hay. Bây giờ em sẽ bóc ra cho anh em cùng xem. Thiết bị thứ hai là cục đẩy E7 anh em nhé, và một đôi loa KT10. Mixer Dynacock CMS 1000. Hàng này thì bên em hiện tại thì cũng vừa hết hàng xong. Vừa hết hàng xong anh em nhé, CMS 1000. Đấy, con này thì hai effect riêng biệt. Tiếng con này rất là hay anh em nhé, rất là sạch. Bê hẳn lên em, bê hẳn lộn ra. Bê hẳn lên. Đấy, ok, đấy. Bê hẳn, nó rất là nặng anh em nhé, rất là nặng. Đấy. Đè lên luôn đây em. Đó. Đáng nhẽ là phải bóc cục đẩy trước xong rồi đấy. Đó. Và đây là KT10 anh em nhé. Bát 25 thôi nhưng mà cũng khá là ok. Do cái kinh tế của bác hạn hẹp nên là bác sử dụng những đôi bát 25 thôi. Sau thì mới có bát sau thì mới thêm bát 30. Thì dùng một cục đẩy E7. Quân bóc E7 đi để Tuấn kết nối cái đấy cho. Đó, cục đẩy E7 thì chắc không còn xa lạ gì với anh em nữa rồi. Quá nhiều các clip về nó rồi. Con này thì chơi khá là ok, tiếng hay anh em nhé. Tí để con E7 ở dưới con mixer này, mình đẩy mixer lên. Đấy, nhìn nó chuyên nghiệp. Đôi KT10 thì nói chung là một trong những đôi bát 25 mà rất là ok anh em nhé. Đây, công suất là 300W, độ nhạy 98. Đó. Và giải tần đáp ứng từ 43 cho đến 20 kg. Con này tiếng bát cũng rất là sâu lực anh em nhé. Đấy, và đây là E7 đây. E7 bên em. Đó, anh em sẽ tham khảo thấy đây là một combo luôn cho anh em, ví dụ là chơi chỉ đánh full thôi. Sau bác lên súp thì một là anh em sử dụng cốt số anh em nhé. Một là anh em sẽ sử dụng con DX480 bên em này. Bộ DX480 sẽ dùng cốt số để phân chia tần số, hoặc là anh em có thể dùng cốt cơ con 223XS anh em nhé. Đấy thì có thể phân chia tần số, nhưng mà bây giờ bác mới chỉ đánh full thôi nên không cần đâu. Nếu mà khi anh em nhiều loa lên như này thì anh em mới cần phải một con cốt. Đấy thì bàn này khá là ok. Anh em đợi một chút thì em sẽ kết nối bàn cho anh em cùng tham khảo anh em nhé. Kết nối thì cắm jack vào thôi, kết nối từ bàn này xuống dưới cục đẩy thôi là xong anh em nhé. Chỉ cần một cặp dây thôi. Đấy, một cặp dây cắm xuống cục đẩy, và đẩy thì chúng ta sẽ đánh ra loa, vậy là xong. Rất là đơn giản thôi. Đây chỉ là đánh full anh em nhé. Khách này thì nhu cầu cũng chỉ tầm thế này thôi, cũng chưa cần phải kỹ lắm. Đơn giản là cũng chưa, sau thì mới nâng cấp súp, mình nâng cấp thêm loa, cốt nữa. Thì hiện tại chỉ như này là cũng đã ok rồi. Và anh em đợi một chút để em kết nối, để em căn chỉnh lại con mixer này để anh em tham khảo anh em nhé. Đã cài đặt và kết nối rồi anh em nhé. Thì bây giờ em sẽ bật con mixer lên. Đó. Thì với con mixer này thì em sẽ cài sẵn là hai chế độ là 101 và 102. 101 là revert anh em nhé. 102 là eco. Đó, 101 và 102.
Thì anh em ở đây thì anh em có thể nhìn thấy là khi ấn vào thì anh em sẽ ấn vào hai cái nút on này để cho nó sáng lên nhé. Đấy, để cho nó sáng lên. Và anh em có thể căn bên này là revert, bên này là eco. Và anh em nhìn hiện tại em đang cắm mic này thì vào bên dọc bên line 1 đúng không ạ? Và đây là effect 1 và effect 2. Thì chúng ta có thể tăng cái effect 1 và effect 2 lên. Đấy, anh em có thể nhìn thấy rõ. Và đây là chúng ta có thể chỉnh bass chép. Đó, bass min chép của đường mic. Đó, còn những cái đường còn lại chúng ta khóa hết vào anh em nhé, khóa hết vào. Và ở đây thì anh em cũng sẽ thử cho em. Cũng sẽ nghe thử cho em cái chất âm của cái bàn này anh em nhé. Và anh em chú ý là em sẽ bật đẩy lên này. Bật đẩy. Đó, bật đẩy lên thì đầu tiên là anh em sẽ cho cái volume đẩy là lên 12 giờ luôn anh em nhé. Cho lên 12 giờ. Và chúng ta sẽ cùng con này con E7 anh em nhé. 650W. Đấy, 650W trên một kênh. Và con này tiếng rất là hay luôn. Đây, cặp loa KT10 bass 25 thôi nhưng mà cực kỳ ok. Và anh em sẽ thử nghe thử cái tiếng vật của con này nhé. Đây là tiếng mic thô anh em nhé. 1 2 5 6 7 8 9. Đây là vật này. 1 2 5 6 7 8 9. E 1 2 5 6 7 8 9. Đây là một, tức là cái revert anh em nhé. 101 là revert, bên này là revert này. Đơ 6 7. Bên này là echo anh em này. Hello, đây là hát không chuyên thì người ta sẽ cho nhiều reverb hơn, cho nhiều echo hơn anh em nhé. Và đâu hát chuyên thì người ta cho vật nhiều hơn. Đây. Từ này và chúng ta có thể là cho một ít echo. Được, 6, 7, 8, 9, 9. Anh em có thể nghe thấy cái chất âm của nó rất là ok đúng không? Thì với cái bàn này thì em đã nói với anh em rồi. Tất cả nó đều là dễ tinh chỉnh. Tất cả mình có thể tinh chỉnh bass này, min check này ngay trên này đúng không ạ? Đây là echo này, đây là revert này, FX1 là revert, FX2 là echo này. Và những cái nút này thì là mon và aux thì chúng ta không dùng thì chúng ta sẽ khóa lại anh em nhé. Còn khi nào anh em nếu mà dùng monitor thì anh em có thể ấn vào chỉnh cái mon này cho to lên. Chúng ta sẽ chỉnh ở đây. Mon này chúng ta sẽ cho nó to lên ở line nào chúng ta dùng thì chúng ta sẽ sử dụng anh em nhé. Rất là đơn giản thôi. Và trên cái cục đẩy này thì ở đây là chúng ta đánh từ mixer trực tiếp xuống cục đẩy luôn, không có thiết bị xử lý nào anh em nhé. Còn đầu sau thì anh em dùng code server, code số và code cơ thì anh em từ mixer anh em xuống code và từ code anh em xuống cục đẩy đánh full và đánh sub anh em nhé. Với con E7 này thì mỗi một kênh đánh được một cặp loa này luôn, mỗi một kênh chơi tốt được một cặp loa này. Đấy, một cặp loa này luôn, mỗi một kênh anh em nhé. Và anh em có thể đánh là hai kênh này thì đánh hai cặp loa và hai kênh này anh em chập lại đánh sub thì anh em chơi tốt được những cái phòng tầm khoảng độ mấy chục mét vuông ấy thì dùng con E7 rất là ok anh em nhé. Thì ok, em sẽ hát thử cho anh em cùng nghe cái chất âm của nó anh em nhé. Và Tuấn cho nhạc chạy lên cho anh này. Được, em sẽ cho nhạc chạy lên và anh em có thể chú ý cái đường này nó đang nháy nháy đấy, đường này nó đang có nhạc anh nhé. Anh em có thể chỉnh bass min check ở trên này. Đó, bass min check trên này đấy, anh em có thể thấy ok chưa. Đó, ok, được. 1 2 6 7 8 9. Sáu, được, ok. 6 7 8 9. Sáu, tiếng rất là hay anh em nhé. Được, 6 7 8 9. Được, giọng vũ rất tốt. Trời đổ mưa cho phố vắng mây mông, khơi lòng bao nỗi nhớ. Trời nào mưa cho ướt áo em thương, mưa rơi từ bao giờ. Tình yêu đó phôi pha vào sương gió, những đêm mưa tinh nhỏ
cần tình thường hay thơ. Trường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa. Mưa rơi qua phố buồn, chặt lòng bao nhớ thương. Chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướt ê chề, cùng đưa đón nhau về ấm đôi nhân tình che. Một người sáng ngang cuộc đời, một người đến tay gối. Chia ly có gì vui, trời mưa nghe xa buốt con tim. Xóa anh vào kỷ niệm ao ước tròn cao một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn, mõ hồn dâng ngập đôi. Tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có buồn. Thì anh em có thể nghe thấy cái chất âm quá hay đúng không anh em? Anh em có thể thỉnh Phật ở trên này, thỉnh echo trên này, anh có thể giảm chút echo này. À được, 6, y. À được, 6, 7, 8, 9, y. Tiếng rất lẩy anh em nhé. Tiếng với cái bộ này thì khá là chất đấy anh em ạ. Khá là chất. À, em ở đây thì em tiện nhanh em test luôn mấy cái mic không à cái mic có dây này thôi. Thì nếu mà anh em sử dụng mic không dây thì tiếng nó còn bay hơn rất là nhiều anh em nhé. Tiếng còn bay hơn rất là nhiều luôn. Thì với con bàn này hiện tại em đang bán là 6.8 triệu anh em nhé. 6.8 triệu bao ship toàn quốc cho anh em. Cục đẩy E7 thì hiện tại đang với giá là 6 triệu. Con này thì rẻ nhất thị trường luôn rồi anh em nhé. Chỉ có 6 triệu thôi. Và một cặp KT10 với giá 6.5 triệu anh em nhé. Thì là bao ship của anh em ở gần thì chỉ có giá 6 triệu thôi. Thì với combo này chỉ trên 18 gần 19 triệu thôi là anh em có một bộ combo ngon lành luôn rồi anh em nhé. Đó, ngon lành luôn rồi. Sau thì anh em có thể nâng cấp thêm loa này, nâng cấp thêm code server nữa là ok anh em nhé. Rồi cảm ơn bác khách này cũng đã tin tưởng mua hàng bên em. Cảm ơn tất cả anh em. Hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé. Combo này chơi là khá chất rồi anh em nhé. Rồi chào tất cả các bác, hẹn các bác những clip lần sau.